Kính chào quý vị và các bạn. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đây đó là địa phận xã Giao Yến và xã Giao Phong, và hướng xa xa kia là phía xã Bạch Long. Mọi người có thể thấy được là một cái con đường rất lớn tại đây, đó chính là đường bộ ven biển của huyện Giao Thủy. Khi mà con đường này được hình thành và hoàn thiện để phát triển kinh tế biển, sẽ giúp cho cái việc đi lại của người dân thẳng về phía xã Giao Thiện và kết nối sang tỉnh Thái Bình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn rất là nhiều, tiết kiệm được thời gian. Và con đường này bây giờ thì nó cũng đang tiếp tục để hoàn thiện hơn, và giữa một cái ngã ba rất lớn đến bây giờ thì đang hình thành lên một cái ngã tư, bởi đang có một cái con đường khá là mới tại đây. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là đường bộ ven biển thì được kết nối với quốc lộ 37B từ chỗ cầu Hà Lạn tới đây thì sẽ rẽ về hướng xã Bạch Long. Và con đường này vẫn đang tiếp tục được mở rộng và có một cái hướng ngược lại. Đó, và sẽ hình thành nên một cái ngã tư siêu lớn tại đây. Mọi người có thể thấy được rằng là khi mà hoàn thành và xây dựng cái con đường này thì những cái ngã ba, những cái điểm giao cắt thường thì mọc lên những ngôi nhà rất là mới. Có lẽ những con đường mới và những ngôi nhà mới luôn đi song hành cùng nhau để giúp lên phát triển kinh tế tốt hơn. Và đây là một trong những cái mặt tiền cũng rất là đẹp. Khi mà giải tỏa những ngôi nhà cũ thì những ngôi nhà mới sẽ mọc lên. Rẽ về hướng đây thì quý vị các bạn có thể đi về hướng thị trấn Ngô Đồng. Đó, đi thẳng cái con đường này sẽ đi về thị trấn Ngô Đồng. Và nhìn từ trên cao thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là huyện Giao Thủy cũng khá là phát triển ở những khu vực này. Còn về phía cuối của huyện Giao Thủy ở các xã Giao Thiện, Giao Thanh các thứ thì trước kia vẫn là một cái điểm gần như là nó không có lối thoát và không thông thương được đi đâu, nên kinh tế sẽ chậm phát triển. Đến nay thì có cây cầu vượt sông Hồng đang kết nối và sắp hoàn thành rồi. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà quê hương Giao Thủy được kết nối sang Thái Bình. Và tương lai thì sẽ có 4 cây cầu vượt sông Hồng và còn 3 cây cầu nữa. Rất mong trong thời gian một vài năm tới thì sẽ triển khai xây dựng. Và đây thì quý vị và các bạn có thể thấy được là ở đây không chỉ hình thành ngã ba và hình thành một cái ngã tư, và con đường này sẽ kết nối sang bên phía huyện Xuân Trường. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Và những con đường được kết nối với nhau sẽ giúp kết nối giữa các vùng với nhau và giúp phát triển kinh tế, thông thương đi lại. Và những cái quãng đường xa đến bây giờ thì nó sẽ rút ngắn được quãng đường, và những con đường mới xây dựng thì ngày càng rộng mở, to hơn những cái con đường cũ. Thường thì ở huyện Giao Thủy thì Giao Biển đi thấy rằng là cái con đường trục chính của huyện Giao Thủy cũng khá là rộng và thoáng. Mặt đường trải nhựa rất là đẹp, và đến bây giờ thì những con đường mới thì bao giờ cũng vậy, đổ trải nhựa có chất lượng tốt hơn những con đường cũ ngày xưa. Có lẽ là ở chỗ khu vực này có thể rằng là làm hai chiều riêng biệt, và không biết là có làm được như vậy không. Giáo biển thấy rằng là cái hình thái ở con đường này đang là phía hai chiều riêng biệt. Hiện tại thì giáo biển cũng chưa biết rằng cái con đường này nó sẽ xuyên về đâu, nhưng mà giáo biển nghĩ rằng nó sẽ kết nối với tuyến đường Nam Định Lạc Quần. Đó, rất là xa và rất là dài nha mọi người. Ngày càng có những con đường rộng mở và rất là lớn đây mọi người. Được biết khu vực đường bộ ven biển tại huyện Giao Thủy thì là dự án kết nối giữa ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Khi mà dự án đường bộ ven biển tại Nam Định hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ kết nối các trung tâm kinh tế chính trị của ba huyện ven biển, kết nối giao thông với các tuyến quốc lộ như 37B, 21, 21B, kết nối tuyến đường trục phát triển của tỉnh lộ và đường tỉnh lộ 490C, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển trong khu vực. Tuyến đường sẽ góp phần khai thác tối đa tiềm năng du lịch biển,
như khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Xuân Thủy, khu du lịch biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Côn Mờ của huyện Nghĩa Hưng và Thịnh Long của huyện Hải Hậu. Và ngày hôm nay ở đây là một cái con đường mới kết nối với đường bộ ven biển thành một cái ngã tư siêu lớn tại đây. Hình ảnh ngày hôm nay thì Gió Biển cũng chia sẻ đến mọi người để mọi người biết được là những cái con đường, những tuyến đường đang được liên kết, liên mạch với nhau, tạo thành một cái chuỗi màng nhện giúp tương trợ cho nhau để phát triển kinh tế giữa các huyện với nhau và sắp tới giữa các tỉnh với nhau. Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định thì có quy mô đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế là 80 km/h, hai làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11 m. Và ở trên khu vực ngã ba này, Gió Biển cũng thấy rằng là đã có những cái biển báo là với cái tốc độ tối đa 80 km/h. Và tuyến đường bộ ven biển qua huyện Giao Thủy thì rất là thoáng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bởi nơi đây thì có rất là nhiều những cái ngã ba, ngã tư xuyên qua con đường này, đó là nơi giao cắt của các khu làng và kết nối các khu làng với nhau. Đó, mọi người có thể thấy rằng là cũng rất là thoáng đạt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất là nhiều. Đường đẹp thì không nên chủ quan. Và đây là đoạn ngã tư đây mọi người. Vẫn có những ngôi nhà mới đang tiếp tục xây dựng, tạo nên hình thái, tạo nên một cái cảnh quan nhìn từ trên cao thì mọi người thấy là rất là đẹp và kết nối giữa các con đường với nhau. Được biết, tuyến đường bộ ven biển qua huyện Giao Thủy là dự án nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, đồng thời cũng phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang phát triển, tạo bước phát triển đột phá về nền kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng và tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão. Ngày hôm nay thì Gió Biển đã đưa đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về khu vực nút giao chỗ địa phận xã Giao Phong và Giao Yên và đi thẳng về xã Bạch Long. Và con đường ngày càng một rộng mở, những tuyến đường kết nối với nhau. Và đây là hình ảnh một cái con đường bộ ven biển dài hun hút và sẽ đi thẳng về phía xã Giao Thiện của huyện Giao Thủy. Đó, mọi người thấy không? Ở chỗ này thì có những cái vết cắt ngang của con đường này, đôi khi cũng khá là nguy hiểm. Ở đây thì Gió Biển thấy rằng là người ta trồng màu và trồng lúa khá là nhiều. Và Gió Biển xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.